Xin thưa các bác, đây là con dây băng Olympian, là sản xuất thập niên 1970-1980, mạ vàng xưa nhé, rất mới, rất là đẹp này. Kính thì nguyên zin toàn bộ, độ mới cái này đến 98-99%. Rất mới nhé, mắt còn nguyên zin, đẹp, không vết xước. Chuôi cản phải bây giờ là dây băng USA này. Đây là mã số là 0255 DRA đấy nha, W. Rất mới, rất đẹp, rất rõ ràng. Mọi thông chi tiết về kính sẽ ghi bên dưới video kèm theo số điện thoại Zalo, giá cả rất là rõ ràng, rành mạch chi tiết. Bất kể sản phẩm nào, kể kính hay bất kể sản phẩm nào đều ghi bên dưới của video thông tin chi tiết về cây kính hoặc sản phẩm gì đó đều ghi bên dưới video kèm theo số điện thoại Zalo, giá cả rất là rõ ràng, rành mạch chi tiết.